Chiều ngày 25 tháng 5, liên quan vụ mẹ ruột khai tử cho con còn sống, ông Nguyễn Ngọc Nha, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột cho biết đã hủy giấy chứng tử cấp trước đó do có sai sót trong việc xác minh. Theo ông Nha, ngày 11 tháng 5, bà P, 32 tuổi, trú phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, đến Ủy ban Nhân dân phường xin cấp chứng tử cho con trai 3 tuổi. Bà P khai con trai mình bị viêm phổi nặng và đã tử vong tại nhà lúc 18 giờ 30 phút chiều ngày 4 tháng 5. Đến ngày 24 tháng 5, các cơ quan chức năng tìm thấy cháu bé 3 tuổi còn sống sau 12 ngày bị chính mẹ ruột khai tử và đã bàn giao cho gia đình chăm sóc nuôi dưỡng. Tôi nghĩ rằng đó là vì nhân thân gia đình tôi không tốt, cho nên là tôi tìm được một gia đình có nhân thân lý lịch tốt. Họ hứa sẽ làm giấy khai sinh cho con tôi và đồng ý qua lại giữa hai gia đình. Và sau đó khi mà con đủ tuổi học lớp 1 thì sẽ cho con đón con lên phố lại ở với tôi và cho con đi học ở trên này. Theo ông Nha, sau khi ông và công an phường giao cháu bé cho người bố, bà B tắt máy. Hiện Ủy ban Nhân dân phường Tân An đã có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột ra quyết định xử lý bà P về hành vi gian dối trong lập thủ tục chứng tử cho con.